Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tahiko. Có một cái thực tế mà nhiều người sử dụng máy rửa xe mini đang gặp phải trên thị trường Việt Nam hiện nay, đó là gì? Đó chính là cái bình phun bọt tuyết này. Nó phun ra ấy không được đều mạnh, và đặc biệt là cái thể tích của nó cũng không được nhiều. Chính vì vậy mà hầu hết khách hàng khi mà mua cái máy rửa xe mini này về, thường thì không sử dụng cái bình phun bọt tuyết này, mà phải sử dụng đến những cái bình phun bọt tuyết cầm tay, tạo áp lực bằng tay, hoặc là bình phun bọt tuyết sử dụng cho khí nén. Để mà giải quyết cái tình trạng này thì anh em kỹ thuật của Tahiko đã đưa ra một cái giải pháp, đó là sử dụng cái bình phun bọt tuyết 1 lít dùng cho máy cao áp này để có thể sử dụng cho máy rửa xe mini. Tuy nhiên sẽ phải điều chỉnh một số những cái chi tiết, ví dụ như là cái đầu nối giữa súng rửa xe mini và cái bình phun 1 lít này, và cái thứ hai đó là cái lưu lượng để nó phù hợp với cái máy rửa xe mini. Trước khi mà giới thiệu về cái bình phun bọt tuyết 1 lít sử dụng cho máy rửa xe mini này, thì tôi xin đưa ra một số những cái lưu ý mà các bạn cần chú ý để có thể sử dụng được cái bình này với cái máy rửa xe mini. Cái lưu ý đầu tiên ấy, đó là cần có một cái bộ chuyển đổi để làm sao có thể kết nối giữa cái súng này với cả cái bình phun bọt tuyết 1 lít này. Thì như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình thì đây là cái súng của cái máy rửa xe mini, và đây là cái bình phun bọt tuyết 1 lít. Với cái bình này thì cái đuôi chuột của nó là đuôi chuột 13. Do đó mà mình sẽ phải chuyển đổi một cái bộ chuyển đổi như thế nào mà có thể cái đầu súng này có thể lắp vừa với cái bình 1 lít này. Thì đây là cái bộ chuyển đổi này các bạn này. Đây là cái ổ bi 13 và đây là cái đuôi chuột 13. Thì đây là hai cái dụng cụ cần thiết để cho các bạn có thể kết nối giữa bình 1 lít và súng rửa xe. Sau đây tôi sẽ thao tác để cho các bạn thấy. Đây tôi tháo cái đầu súng rửa xe ra đây các bạn. Sau đó lắp cái đuôi chuột, lắp cái ổ bi 13 vào. Đây. Và như thế này là mình có thể sử dụng được với bình phun bọt tuyết 1 lít dùng cho máy cao áp này các bạn. Đây các bạn thấy không? Và khi mà không sử dụng cái bình phun bọt tuyết 1 lít nữa thì khi đấy mình sẽ lắp cái đầu vòi này vào. Nhưng mà cái đầu súng này thì mình sẽ phải lắp với cái đuôi chuột 13. Đây. Thì khi mà các bạn lắp vào như thế này là có thể xịt được nước rồi này. Đấy các bạn thấy không? Từ một cái súng và mình có thể chuyển đổi ra là vừa có thể là xịt được nước và vừa có thể lắp được cho cái bình phun bọt tuyết 1 lít này. Thì đây là cái lưu ý thứ nhất. Cái lưu ý thứ hai đó là có một số khách hàng hay hỏi là tại vì sao sử dụng cái bình phun bọt tuyết 1 lít đang sử dụng cho máy cao áp thì khi mà lắp vào máy rửa xe mini không sử dụng được. Thì các bạn cần chú ý rằng là với mỗi loại máy rửa xe phun ra nó có một cái lưu lượng nước trên phút nó khác nhau. Do vậy mà cái bình đi theo máy cũng phải khác nhau. Thì dưới đây tôi sẽ giới thiệu với các bạn về một số những cái đặc điểm của cái bình phun bọt tuyết 1 lít sử dụng cho máy rửa xe mini này. Cái đầu tiên đó là phần vỏ bình này các bạn này. Nó được làm bằng nhựa HDPE. Chính vì vậy mà nó có khả năng chống dạn vỡ rất là tốt khi mà rơi trên mặt nền. Và đặc biệt là nó không bị cái tình trạng ăn mòn hóa học khi mà chứa cái dung dịch trong cái bình này để phun lên xe. Ngoài ra thì cái phần thân bình này nó có cái thang chia vạch này các bạn này. Để từ đấy nó giúp cho người sử dụng có thể biết được là mình cần chiết bao nhiêu dung dịch và bao nhiêu nước vào cái bình này. Cái phần phía trên của bình này đó chính là cái vòi phun. Nó được làm bằng inox chống rỉ và chống ăn mòn hóa học. Và đặc biệt là có thể điều chỉnh cái dòng phun ở phía đầu này các bạn này. Có thể chụm lại hoặc xè ra khi mà mình phun rửa xe. Và cái kết đầu kết nối với súng này được làm bằng đuôi chuột 13 các bạn ạ. Với cái chất liệu inox có khả năng chống rỉ, chống mày mòn và chống ăn mòn hóa học. Thì như phần trên tôi có giới thiệu với các bạn, đó là cái đầu đuôi chuột 13 này, nó được kết nối với cái ổ bi 13, rất là thuận tiện để khi mà phun bọt tuyết. Và cái đặc điểm cuối cùng của cái bình này đó là nó thiết kế tương đối là nhỏ gọn, giúp cho người dùng có thể dễ dàng cầm và phun bọt tuyết lên xe.
Thì trên đây tôi vừa giới thiệu với các bạn về một số những cái đặc điểm cũng như là làm cách nào để có thể sử dụng được cái bình phun quạt tuyết 1 lít với máy rửa xe mini để mà thay cho những cái bình quạt tuyết kèm theo nó. Các bạn khi xem video, nếu như còn những vấn đề gì thắc mắc có thể gọi điện hoặc nhắn Zalo cho số hotline ở phía trên màn hình. Ngoài ra các bạn cũng có thể comment câu hỏi của mình cùng với số điện thoại xuống dưới video mà các bạn đang theo dõi để nhân viên của chúng tôi sẽ gọi điện lại tư vấn miễn phí cho các bạn. Các bạn khi xem video, nếu như thấy hay về hữu ích hãy nhớ bấm like và đừng quên đăng ký kênh của Taiko để có thể theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.